Khi để về World Cup này thì bọn em ai cũng mang tâm lý là sẵn sàng ra sân ở bất kỳ trận đấu nào. Vì vậy khi mà bọn em được thay vào hay là được xuất phát chính thì bọn em đều sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình để sao có một trận đấu hay nhất. Thì sự với vai trò là một tiền đạo, khi em thi đấu ở tại Đông Nam Á thì em sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với cả cầu môn cũng như là sút cầu môn. Nhưng mà khi thi đấu tại World Cup thì em thường xuyên phải lui về để tham gia hỗ trợ các cầu thủ phòng ngự là nhiều. Và khi thi đấu ở World Cup thì hầu như là bọn em là tiền đạo nhưng rất ít có cơ hội để có thể quay bóng lên phát triển tấn công, vì khi đó hậu vệ đối phương áp sát rất là nhanh và cũng là rất là mạnh. Vậy bọn em sử dụng hết khả năng của mình, làm sao có cơ hội thì bọn em sẽ lên và không thì bọn em sẽ tập trung vào phòng thủ nhiều hơn. Khi mà chúng tôi được đại diện cho đất nước Việt Nam tới một sân chơi lớn như thế này thì chúng tôi cũng rất là vinh dự cũng như rất tự hào. Chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ các nước bóng đá phát triển để khi mà chúng tôi về Việt Nam tôi có thể truyền lại những kinh nghiệm cho các lứa đàn em và dần dần tiến bộ làm sao có thể hòa nhập cùng với thế giới.